Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết nước này sẽ không tiến hành một cuộc chiến tranh trên bộ mới tại Iraq, tuyên bố nhằm đảm bảo với các công dân Mỹ về mức độ can dự của chính phủ sau khi tướng Martin Dempsey gợi ý rằng bộ binh Mỹ có thể sẽ được triển khai. Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm ở Florida, ông Obama nêu rõ lực lượng Mỹ đã được triển khai tới Iraq không có và sẽ không có sứ mệnh chiến đấu. Với tư cách là Tổng tư lệnh thì ông sẽ không đưa các binh sĩ và phần còn lại của lực lượng vũ trang tới chiến đấu trong một cuộc chiến tranh trên bộ nữa ở Iraq. Cũng theo Tổng thống Obama thì đã có hơn 40 nước đề nghị giúp đỡ liên minh chống lại nhóm tổ chức Hồi giáo IS. Trước đó, vào ngày 15 tháng 9, thì quân đội Pháp đã tiến hành các chuyến bay do thám đầu tiên nhằm hỗ trợ chiến dịch chống lại tổ chức cực đoan Hồi giáo IS do Mỹ dẫn đầu. Trong ngày này, thì hai chiến đấu cơ Rafale đã được trang bị camera hiện đại và cất cánh từ căn cứ Andafra ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong thời gian Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đang có mặt tại đây.